Hello. Hello. Mình sẽ chữa bài tập đầu tiên. Teacher was Teacher was not. Ví dụ như ý là cái giáo viên thì quá là mệt đúng không? Để dạy chúng tôi bơi. Thì mình sẽ là giáo viên không đủ gì đây? Bật camera lên xem nhé con nhé. Câu này sẽ là gì nhỉ? Thầy giáo thì không đủ khỏe đúng không? Để dạy chúng tôi bơi. Thế bây giờ cái công việc của bạn sẽ là bạn tìm một từ trái nghĩa với từ tired xem nào. Mình có thể dùng từ strong hoặc từ strong thực ra là cũng có thể dùng từ gì nhỉ? Energetic nghĩa là nhiều năng lượng đúng không? Tiếp nào. Bây giờ bạn tiếp câu số 42. Đã bị khiến đúng chưa? Cô bị động đấy. Mét Was nhá. would To make go to bed. go to bed in time by the mother. Đây là một cái mẫu câu mà nó sẽ hơi bị đặc biệt đúng không? Nghĩa là was made to do something nhá. Ai đó bị bắt phải làm gì, ai đó bị khiến cho phải làm gì sẽ là was sẽ là to be này cộng made cộng với to do something, được chưa? Tiếp câu 43, 44, 45 nào. If she Nếu không, đây là sẽ từ câu điều kiện loại 1 từ câu hiện tại đúng không? Chuyển thành câu điều kiện loại 2 ngược lại với cả mẫu ngược lại với câu chủ đề là được. If wasn't you she could go to school today. rồi. Bạn nhớ là ở câu điều kiện hai thì to be mình sẽ luôn để là were nhé cho nó ăn chắc nhé, được chưa? Nên luôn luôn để to be là were, nghĩa là ở mẫu
Ở câu đề câu đại 2 ấy, thì to be mình cứ để were cho cô. Tiếp câu 44 nào. Câu này chính là từ quá khứ đơn trở thành hiện tại hoàn thành. Has gì đây nhỉ? My sister has learned English since she was 6 years old. Rồi. Kiểm tra trong vở xem nhé. Xem là bạn có bị thiếu chữ không? Ví dụ như là years old có đủ S không? Đấy. Tiếp nào. Câu 45. Was too gì đây? Quá gì? Dùng luôn từ của người ta đây này. Câu 45 nào. The car was too. Cái xe quá đắt cho expensive. Tiếp. Cho bố tôi. To tính từ for somebody to do something for my dad gì nhỉ? To do something ở đây. To buy. Ở nhà làm đúng được bao nhiêu câu? Được 3 câu. Dạ còn câu những câu nào? Còn sai câu 41 với câu 45. Sai 41, 45. Rồi. Cái vấn đề của bạn là bạn phải thuộc cả cách đọc nhá. Đang đọc chậm quá. Tiếp nào. Bài này. Câu 4. Câu 4 là đáp án B. Exist, avoid, support, notice. Rồi bây giờ câu hỏi đây, support nghĩa là gì nhỉ? Support. Ủng hộ. Rồi. Tiếp nào, avoid nghĩa là gì đây? Avoid. À, tránh. Sau avoid cộng với gì nhỉ? Sau avoid cộng với chú Phước. Sai rồi. Con phải ghi cái câu này vào đi. Avoid có verb in nhá. Hoặc danh từ. Verb in hoặc danh từ. Tiếp nào, câu 5 nào. Câu 5 đáp án B. Rồi. À, cái từ này đọc như nào và nghĩa là gì nhỉ?
Disease nghĩa là gì đây? Disease, được chưa? Nghĩa là dịch bệnh. Nghĩa là bệnh, bệnh nhá. Nó là căn bệnh, được chưa? Tiếp nào. Spacious nghĩa là gì nhỉ? Bây giờ nè. Space là không gian đúng không? Spacious là nhiều không gian, nghĩa là rộng gì? Rộng rãi. Câu 1 nào. Đáp án A. Rồi. Tiếp câu 2. Đáp án D. Bây giờ câu hỏi nhé, famous nghĩa là gì? Famous là nổi tiếng. Con có tìm được một từ nổi tiếng nữa không? Một từ đồng nghĩa với famous là gì nhỉ? Well. Well now. Well known. Tiếp. Câu 3. Câu 3 đáp án D. Rồi. Nếu như khi mà bạn bỏ to be ở đây thì sẽ là đáp án nào? Nếu bỏ to be. Bỏ to be là đáp án B. Rồi. Tiếp nào, câu 4 nào. Câu 4. Câu 4 đáp án A. Tiếp câu 5 nào. Câu 5 đáp án C. 6 nào. 6 B. Rồi, 7 nào. 7. Đấy, bạn hãy kiểu như là vặn, bạn hãy chỉnh, điều chỉnh cho cái volume nó to lên một chút được không? Tôi không thể nghe rõ. Đáp án D. D đối với turn. Bạn nhớ cho cô turn là điều chỉnh các cái nút volume nhá. Các cái mà kiểu âm thanh ý. Đấy. Tiếp câu 8. Câu 8 đáp án A. Không. Câu 8 phải đáp án C. Lại quên rồi. Còn nhớ cái mà whom là như nào? Whom là tân ngữ ấy. Sau whom mới là một chủ ngữ. Được chưa? Với động từ thì sau cái chỗ 3 chấm ấy này, sau chỗ 3 chấm mới là chủ ngữ động từ thì phải là gì? Whom. Còn nếu như sau chỗ 3 chấm mới là một động từ luôn, không có chủ ngữ thì mới là gì? Who. Được chưa? Bạn có hiểu không? Ví dụ nhá, người đàn ông, ví dụ người đàn ông đó làm cái gì? Đúng chưa? Thì nó là, thì cái who đóng vai trò là một gì? Một chủ ngữ. Đấy, thì nó sẽ cộng với cả động từ. Nhưng mà whom nó lại là ví dụ như là người đàn ông, người mà chúng tôi muốn tìm, nghĩa là chúng tôi tác động lên người đàn ông kia. Nghĩa là một cái người mà bị người khác người ta tác động lên ý. Thì đấy nó là đóng vai tân ngữ. Được chưa? Phân biệt kỹ. Người đàn ông, ví dụ nhá, người đàn ông mà muốn làm gì đó thì sẽ là who. Nhưng người đàn ông, người mà chúng tôi muốn tìm, nghĩa là chúng tôi làm một cái, được chưa? Cái hành động tìm của chúng tôi ý, nó tác động lên người kia. Đấy nên dùng whom. Nói chung là bạn cứ nhìn thấy ví dụ như này nhá. Sau chỗ 3 chấm được chưa? Mà là động từ. Sau chỗ 3 chấm ý, mà là động từ thì bạn dùng who. Còn sau chỗ 3 chấm mà nó lại là chủ ngữ, động từ thì bạn dùng whom. Đấy, chú ý. Thì ở đây bạn nhìn thấy cái chủ ngữ là we được chưa? Động từ wanted. Nên là bạn dùng whom. Tiếp câu 9 nào. Câu 9 đoán A. Dạ sai rồi. Đây, đây suggest. Thứ nhất là còn nhớ suggest nghĩa là gì không? Suggest nghĩa là gì? Gợi ý. Đúng rồi, thế mà khi mà nói về gợi ý thì phải là đáp án nào? Cái từ nào liên quan đến từ trong A, B, C, D, từ nào có từ gợi ý đấy? Cái từ gợi ý nhá, gợi ý nghĩa là giống như là let's go to the movie theater chẳng hạn. Nếu như khi nói là let's go to the movie theater thì bạn nói như nào? Bạn trả lời như nào?
That's a good idea. Yes. Cái câu they suggest doing something nhá, với cả let's go có nghĩa là đều là mang mẫu câu gợi gì. Cứ gợi ý nhá thì là đều that's a good idea, hiểu chưa? Tiếp nốt câu 10 nào. Câu 10 à. Đáp án C. Không. Phải là đáp án even though chứ. Mặc dù, even though bằng với although nhá, ghi vào cho cô nhá. Though rồi thì even though nó bằng với cả gì luôn. Although đều là mặc gì? Mặc dù. Còn nếu như bạn dùng however thì câu này nó phải như nào? My is very tired, phẩy, however, phẩy. However thường sẽ đứng sau dấu gì? Dấu phẩy cơ. Đây là mặc dù nhá. Mặc dù Mai rất là mệt, cô ấy sẽ phải hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ. Được chưa? Even though, although, nói chung cứ nhìn thấy though ấy, nó là mặc dù đấy. Bây giờ sẽ làm cho cô bài này lên bảng nhé. Là bài chia động từ trong ngoặc. Đấy, bây giờ bạn làm cho cô đi. Viết lên bảng nhé. Trước tiên là nhé, cô hướng dẫn lại một chút. Thứ nhất, câu hỏi nhé. Receive nghĩa là gì? Thì bạn, ví dụ như là bạn đi gửi thư, được chưa? Đây là nói về thư, penpal là người bạn qua thư ấy. Đi gửi thư thì người kia sẽ như nào? Sẽ receive là như nào? Nhận. Nhận, nhớ kỹ từ nhận nhá, ghi vào lại cho cô receive là nhận đi, cái từ này nó xuất hiện nhiều kinh khủng. Tiếp này, ở đây có hai từ repair. Repair là gì hôm trước vừa học rồi đấy? Repair là giảm. Không phải, sao repair là giảm, reduce mới là giảm mà, mở lại vở. Repair cơ mà. Repair. For example, if your bike is broken, okay? If your bike is broken, you have to repair it. What does it mean? If something is broken, okay? You have to repair. Nghĩa là gì đây? Sửa chữa. Sửa chữa, đúng rồi. Nhớ kỹ từ repair nhá, sửa chữa. Đấy. Rồi, nói chung là chỉ có như thế thôi. Rồi bạn làm đi nhá. Đánh lên bảng cho cô. Ở đây có 7 câu làm nhanh trong vòng 10 phút là cùng nhá.
Sai rồi, haven't received đang bị thiếu cái gì? Thì hiện tại hoàn thành cơ mà. Xem mình đang bị sai cái chữ gì đấy. Làm thật cẩn thận vào nhá đấy. Tuyệt đối đừng để sai những cái lỗi nho nhỏ đấy. Những lỗi nho nhỏ là những lỗi gì? Khiến cho mình bị trừ điểm. Bạn phải cẩn thận vào. Đấy con ơi, lại sai rồi. Lại sai y cái câu ban nãy. Hiện tại hoàn thành thì phải như nào? Lại thiếu chữ gì rồi? Tuyệt đối đừng để sai. Bạn phải nhớ là gì? Bạn chỉ còn 2 tháng nữa là thi rồi đấy. Chỉ còn 2 tháng thôi. Bây giờ những lỗi nho nhỏ như thế là tuyệt đối không để sai nữa đâu. Hmm.
Ở đây bạn đang làm một lỗi sai rất là cơ bản nhá. Còn nhớ cô tất cả những câu nào mà gì? Mẫu câu wish thì nó phải ở thì gì nhỉ? Nhớ kỹ mẫu câu wish nhá. Mẫu wish là lúc nào cũng phải ở quá gì? Quá khứ. Tất nhiên là nó có wish gì? Hiện tại wish. Quá khứ thì ở đây wish hiện tại thì bạn lùi về quá khứ đơn là được, đúng chưa? Đây là mẫu câu ở hiện tại thì bạn lùi về quá khứ đơn. Còn nếu như mẫu câu ở quá khứ thì bạn để quá khứ hoàn thành. Còn nếu như mà tương lai thì chuyển will thành would, được chưa? Ở câu 4 thì nhìn thấy từ why không? Trong lúc, được chưa? Một vế lại là đây là thì gì nhỉ? Thì quá khứ. Rồi, con còn nhớ mẫu câu quá khứ này. Xong rồi lại còn có từ trong khi. Xong rồi về sau sẽ là thì gì đấy. Quá khứ diễn. Đúng rồi, đấy thế thôi. Nghĩa là anh ấy đã bị ngã trong lúc đang sửa cái gì, cái mái nhà. Nào, viết thiếu chữ gì đây rồi? Thiếu chữ y. Được chưa? Bạn phải làm cho đúng vào. Tiếp tục đi. Câu 6 này, out school này. Được chưa? Thì bạn nhìn thấy đây là vật hay người nhỉ? Vật. Đúng rồi, thế thì sẽ hiểu ngay đây là câu dạng câu gì? Bị động. Đúng rồi, in some years là trong một vài năm. Được chưa? Thế nghĩa là nó sẽ gì? Sẽ được sửa chữa trong một vài năm. Thế là thì gì đấy? Thì sẽ được sửa chữa trong một vài năm. Tương lai. Rồi, tương lai đơn. Để làm đi nhá. Còn cái câu 2 này rất là dễ. Nó đang ở thì gì thôi. Hiện tại đơn. Câu 2 là câu dễ nhất rồi. Ừ, đúng rồi, tiếp đi. Câu này thì nó rất là dễ thôi nhé. Câu này bạn cứ dịch ra và nó là một câu đơn giản nhất. Nghĩa là tôi không thể đi ra ngoài vì trời đang mưa và tôi không có một cái áo mưa. Hiện tại được chưa? Câu này, chỗ rain này thì cô nghĩ là bạn có thể it is raining hoặc là it rains đều được, tùy bạn nhé. Nói chung câu đấy là câu ở hiện tại. Ừ, đấy. Nói chung là cô thấy là bạn làm thì bạn cũng xác định được một số những cái gọi là xác những cái cơ bản, nhưng mà những cái phần mà về chi tiết ấy, nghĩa là các cái chữ viết hay bị sai chính tả này,
hay bị quên không thêm d vào gì, vào quá khứ phân từ này. Đấy thì những cái đấy là những cái phải sửa ngay lập tức nhá. Chứ nếu như như này thì bảo là bạn không hiểu bài thì cũng không đúng. Thực ra bạn cũng có hiểu bài nhưng mà bạn lại bị không vững. Thế nào là không vững? Nghĩa là chưa nắm được cái sự chính xác, nghĩa là nó đúng nửa hay bị đúng nửa nửa, hay bị thiếu sót một chỗ này một chỗ kia một chút tí tí. Nhưng bạn phải nhớ cho cô nhá, khi đi thi chỉ sai một tẹo thôi cũng bị trừ hết điểm luôn. Nghĩa là ví dụ như câu này chỉ cần sai thiếu chữ D thôi là thôi câu này gạch hết. Rất là tiếc. Mình phải bắt đầu nhá, làm cố gắng để nó không bị sai nho nhỏ thì lúc đấy mới đạt được 7 điểm, được chưa? Chỉ cần làm được những cái gì đơn giản thôi nhưng đúng hết, nghĩa là đúng hết những cái gì đơn giản. Đấy, còn những câu khó quá bỏ qua thì bạn vẫn có thể hoàn toàn được 7 điểm rồi. Câu này nhá, sẽ là chia dạng của từ trong ngoặc, nghĩa là bạn phải xác định nó là danh từ, động từ hay tính từ hoặc đơn giản là gì? Chia thì, được chưa? Có chỗ thì bạn sẽ phải chia thì, có chỗ bạn sẽ chia dạng. Đấy. Câu 5 thì nó sẽ là một câu khó, thì câu 5 bỏ tạm bỏ qua nhá. Đấy, bây giờ câu 1 này. Activities nghĩa là gì đấy? Hôm trước mình vừa học. Activity là các cái hoạt động. Hoạt động, đúng rồi. Thế thì đó là một từ loại là gì? Các hoạt động từ loại là gì? Động từ. Không, các hoạt động cơ mà. À, danh từ. Có chữ S ở cuối là danh từ, được chưa? Danh từ, trước danh từ mình cần một cái gì để bổ nghĩa đây? Trước danh từ cần tính từ. Rồi, thế đây câu này nghĩa là bạn phải tính chưa tính từ của từ culture nhá. Tiếp. Ở đây bạn nhìn này. Mạng xã hội đã giúp học sinh học hành effective là gì hôm trước vừa học xong? Từ effective. Hôm trước cô có cho chép hiệu mấy... quả. Hiệu quả, đúng rồi. Nhưng đây là đuôi IV này này thì nó là dạng gì? Những từ tính từ. Tính từ, đúng rồi. Nhưng ở đây bạn nhìn thấy này, student study. Bạn nhìn thấy chủ ngữ động từ chưa? Thế thì muốn bổ nghĩa cho động từ thì mình cần gì? Trạng từ. Trạng từ, đúng rồi. Trạng từ thường có đuôi gì? Đuôi ly. Rồi, ok. Ở đây bạn nhìn từ many, sau many cần một gì? Sau many cần danh từ. Yes. Nhưng mà danh từ phải số gì? Số. There are many. Yeah. Danh từ số nhiều, nhớ nhá. Many đi với danh từ số nhiều, được chưa? Danh từ số nhiều, nhớ kỹ cho cô. Many đi với danh từ số nhiều. Tiếp này. Cause nghĩa là gây nên nhá. Ghi vào cho cô từ này đi. Cause nghĩa là gây nên, đây động từ nhá. Nó có hai nghĩa. Động từ thì là gây nên. Động từ là gây nên, gây ra, được chưa? Còn danh từ của nó nghĩa là nguyên nhân, ghi rõ cả hai dạng vào. Từ cause này nó vừa là động từ vừa là danh từ. Nhưng trong câu này does not cause thì nó là động từ hay danh từ đây? Động từ. Đúng rồi. Thế thì sau động từ mình cần một tân ngữ nhá. Không gây nên một cái gì, bạn nhớ chưa? Gây nên nghĩa là gây nên một cái gì đó. Thế thì gây nên một cái gì đó thì cái gì đó từ loại là gì? Danh từ. Đúng rồi, thế thì ở đây bạn cần danh từ của từ pollute. Còn câu 5 thì cô sẽ dạy sau. Câu 5 thì cô sẽ hướng dẫn sau. Bây giờ bạn làm cho cô câu 1, 2, 3, 4 được chưa? Làm câu 1, 2, 3, 4. Đánh thật đúng chính tả vào nhá, đừng sai cái gì cả. Bây giờ nhá, cô đã hướng dẫn rồi. Bây giờ cô sẽ xóa đi xem con còn nhớ không. Đấy.
Yeah, very good. Được chưa? Cultural này, effectively. À không, chỗ này vẫn sai rồi. Lại bị thừa một chữ gì? Chữ T. Đấy, phải chú ý hơn cho cô nhé. Cái phần mà về chính tả là quan trọng lắm đấy. Celebrations, rồi pollution. Ở đây nhá, câu này này. Câu này sẽ gọi là deforestation nhá. Đây là một cái... deforestation thì câu này nghĩa là gì đây? Là một trong những vấn đề lớn trên thế giới. Bạn có thể ghi cho cô cả câu đấy vào này. Nghĩa là, từ này nghĩa là deforestation này, sự phá rừng, được chưa? Sự phá rừng là một trong những vấn đề lớn trên thế giới. Ghi cho cô từ này vào nhé. Để gặp, nhỡ đâu bạn lại gặp đúng cái câu nó tương tự như này thì sao? Deforestation. Viết cẩn thận vào nhá, đúng chính tả vào. Đã làm bài kiểm tra chưa con? Chưa. Khi nào làm? Con không biết. Khi nào mà con làm nhớ bảo cô nhá. Và nếu như được ý, thì bạn sẽ gửi cho cô luôn để cô chấm xem bạn được bao nhiêu điểm. Được chưa? Đấy. Bây giờ nó đang rất là quan trọng. Phải tập trung vào. Khi mà làm bài nhá, tập trung hết sức nhớ lại những gì đã học. Rồi bây giờ bài này rất dễ này. Câu 1 bạn đã nhìn thấy luôn. Would you like me helping you with your homework? Thì câu nào sai? Me helping. Đúng rồi. Phải sửa thành gì nhỉ? Help. Would you like me to help you, được chưa? Tiếp, you must keeping a refrigerator. Đáp án nào sai luôn nào? Đáp án keeping. Yes, phải sửa thành. Keep. Keep, đúng rồi. Tom is always forget his keys and that really annoys me. Cái nào sai đấy? Annoys. Không, annoys đúng rồi. Bạn nhìn cho cô nhé, nếu như ở đây có is mà lại đi với forget thì là đúng hay sai? Sai. Phải là trở thành for cái gì? Forgetting, được chưa? Bởi vì đây là cái ý là gì? Câu thì gì đấy, to be cộng verb in, hiện tại tiếp diễn, được chưa? Câu tiếp này, câu này câu 4 nhé, tuyệt đối phải làm đúng được cho cô câu này. She spent her free time to visit galleries and museums. Cái nào sai đây? Câu 4 là câu dạy đi dạy lại rồi nhá. To visit. Đúng rồi, phải sửa thành gì? Visit. Sai. Visiting. Cái này phải đặc biệt nhớ mỗi câu spend nhá. Spend cộng với cả thời gian cộng verb in. Nhớ chưa? Cái mẫu câu này vô cùng quan trọng, không nhớ thì phải ghi vào, cứ ghi đi ghi lại. Ghi đến khi nào nhớ thì thôi. Câu 5 cũng là một câu nhá. Rất là gì quan trọng, cũng là một câu gọi là làm rất nhiều rồi. My father prefers watching films at home than going to the cinema. Cái nào sai đây? Mẫu câu prefer. Mẫu câu prefer thì cái nào ở đây sai luôn, nhìn rất dễ ra luôn. Đáp án gian. Gian, đúng rồi, gian phải sửa thành.
ghi vào mẫu câu nhá. Prefer. Được chưa? Verb in hoặc danh từ này. To verb in hoặc danh từ, được chưa? Câu này nghĩa là gì? Bố của tôi thì thích xem phim ở nhà hơn là đi đến rạp chiếu phim. Đấy, verb in, to verb in hoặc là danh từ, to danh từ, bạn nhớ chưa? Trong mẫu prefer bạn không dùng danh, phải dùng to, nhớ chưa? Nó mang nghĩa là hơn đấy, nhưng không dùng danh đâu, phải dùng to, nhớ chưa? Nhớ kỹ mẫu câu này vào. Nhưng mà nhớ kỹ đây, nếu như phải là có hai verb in hoặc hai danh từ bạn mới dùng to nhá. Được chưa? Còn nếu như người ta chỉ hỏi là sau prefer cộng gì thì thực ra sau prefer cộng với to verb. Đấy. Sau prefer là to verb, nhưng nếu như mà là dạng so sánh ấy, nếu so sánh giữa thích làm cái này hơn cái kia thì lúc đấy bạn phải dùng verb in, hiểu chưa? Nếu so sánh thì dùng verb in, còn nếu không có so sánh gì cả thì dùng to verb. Bài lần này nhá, cố hết sức để được 6,5 đi bạn. 6,5 cho đến 7. Mình học lâu lắm rồi. Bài này nhá, làm rồi nhưng mà cô sẽ cho lại lần nữa. Đấy. Đoạn này mình đã làm rồi nhưng mà về nhà mình sẽ làm nốt hai bài đọc cuối và bài viết. Okay, thank you and good night. See you next time. Bye bye. Bye bye. Yes.